Tuyền xin chào cô chú anh chị và tất cả mọi người đã quay lại kênh của Kim Tuyền hàng Nhật Bản nha. Đây hôm nay Tuyền cũng về một khách hàng mới. Đây lên Tuyền lên khách hàng mấy anh chú ha. Thì mấy anh chú theo dõi cái kênh á thì cho Tuyền xin một nút đăng ký kênh và một nút like ha, để khi mà Tuyền đăng video lên thì mấy anh chú sẽ được nhận được thông báo sớm nhất. Đây là những cái mặt hàng hôm nay búa rìu. Hôm nay rìu rìu ngắn á, rìu chặt ngắn mình bữa nay mình về được mấy chục cây á mấy anh chú ha. Nó cũng không có nhiều. Đây rồi đầu ngàn ha. Còn đạn. Đó thì những cái sản phẩm có mặt hàng nào quen thuộc quá thì mấy anh chú mình không có cần thiết xài, mình nhắn mình xả qua cho nó nhanh ha, để mà mình chốt những cái món đồ mình yêu thích. Rồi. Cua bữa nay ha. Cũng Tuyền xin cũng gửi lời cảm ơn đến mấy anh chú đã giải cứu. Giải cứu kiếp nạn 82 của các loài cua. Đã hết từ cưa lưỡi cưa cán đen rồi mấy anh chú ơi. Mấy cái lưỡi ha, mấy anh chú giải cứu ở đâu gần cả 2000 lưỡi mới nó bị mưa bị ẩm á. Giờ còn cái này, giờ còn lưỡi cưa ngắt không à mấy anh chú. Còn cái lưỡi cưa bự thì hết rồi. Cái này nè nó mới ẩm mà, nó mới ẩm thì tiền xả tiền thanh lý luôn ha. Nó mới lem mà, để tiền sợ để mà lâu quá thì nó bị ấy thôi, chứ còn mấy cái hàng này nó cũng còn mới còn nhiều lắm. Nè còn cái này nè, nó len lỏi thôi. Mấy anh chú ủng hộ giải cứu nó luôn ha. 10 cây 120, còn mà mấy anh chú mua lẻ kèm đơn á thì 15.000 cây nè. Mấy lưỡi này là chưa xài đâu mấy anh chú, chưa xài hết trơn á, mà tại vì hàng nó bị lem rồi đó. Nó bị ẩm á, cho nên là đó, bây giờ mấy anh chú mua 10 cây đi có 120.000 ha. Về cho bà con người cây người ta xài luôn. 2 4 đó. 10 cây vậy ha, là 120.000 thôi. Đó. Rồi liềm nè. Liềm mấy bữa nay á thì cũng có gửi shop đơn với hàng mấy bữa đợi về á tiền gửi luôn á, cho nên hàng mấy anh chú này chốt hàng rồi nó hơi chậm ha. Rồi cái liềm này là 45.000 một cây mấy anh chú ha. Liềm này là 45.000 ha. Đây. Mấy anh nó thường nói liềm này sao mà giá nó cao, nhưng mà khi mà mấy anh xài rồi sẽ biết sao nó cao luôn. Nó rất là ok. Đó, 45.000 một cái liềm. Còn cưa giật cành trên cao nè. Cưa giật cành trên cao ha. Với kéo, nó có kèm một cái lưỡi kéo nè mấy anh ha. Kéo này mình cắt những cái cành trên cao luôn nè. Còn cái đây bên đây là một cái lưỡi cưa ha. Rồi nguyên cái bộ này nó kèm dây với bộ này nó dùng cưa nguyên với dây lù luôn ha. Vậy mấy anh chú cha cán cây vô nữa là bộ này của nó là 150 mấy anh ha. Đó, mấy anh cái này là mấy cái hàng này nó có nhiều nên tiền không có lên số, thì mấy anh mà xem á thì chốt cái nào thì nói tiền là. Rồi cưa này cũng còn một thùng nó 10 cây rồi, còn hai thùng là hết rồi mấy anh chú. Mấy anh cái cưa này có cái thì nó cũng sáng nè, có cái nó cũng bị lem nè. Cưa này giá của nó là bán là 200.000, cái này thanh lý có giá bữa nay 80.000 mấy anh ha. 80.000 cưa này Trung Quốc nha. Thì mấy cái này quên á, tôi cũng nói là ha, mấy cái hàng mới này chưa xài, mấy cái hàng này là Trung Quốc mấy anh ha. Nè mấy anh có thể nè về nhìn theo cái hình ha, mình tra ha, mình tra cán nhôm hay cán gỗ gì cũng được hết trơn á. Dặn ốc ra về vô bắt vô đây, cái cán nó dài lên bắt vô cứng ha, cứng khừ luôn. Nói chung là mấy anh mua cái cưa này rất là nhiều, mua xong rồi về khoái á, nó dài 450 lần. Đây trên em có một cái lưỡi giật bên này nè, cái đẩy lên đó nè, nhưng mà mình đẩy những cái nhỏ thôi, hoặc là muốn mấy anh mà muốn ấy nữa thì mình mài dũa nữa cho nó bén hơn ha. Đó cái cưa rất là xịn sò luôn, 80.000 ha. Rồi cái cưa này cưa ngách của top ha. Cái cưa này 210, nó dài á, cái này mình xài xong mình tháo ốc ra mình hai lưỡi luôn được, ok mấy anh ha. Cưa này là 45.000 ha. Đây cái này mới về mới đó nè, 45.000 một cây. Đó là những cái mặt hàng. Rồi thùng đạn ha, thùng đạn thì tiền cũng còn nè. Thùng đạn 7 lít nè, 7 lít 300 ha. Cái này thùng lớn nhất là thùng to đùng nè. Mấy anh chú mà siêu tầm mà để
mấy cái hàng lớn mà đựng đồ này kia ha. Cái thùng này ha, thùng này ha, mấy cái này là con chống chống nước hết. Cái thùng lớn này nhà là 1,2 triệu ha. Thùng này thùng 11 lít nè. 11 lít là giá của nó 800. Thùng 7 lít thì giá của nó là 300 anh ha. Rồi bắt đầu tiền vô số 1. À bữa nay vũ kim cương về mấy anh ha. Nói chung là vũ kim cương á nó hết hàng á mấy tháng này mà nó không phải là nó còn hàng loại 2 cho nên là tiền không có lấy. Cho nên là tiền đợi đúng là cái loại mà trước giờ tiền bán á. Trước giờ tiền bán ha. Cho nên bữa nay nó mới về lại chứ không gài nó hết hàng mấy tháng nay luôn á. Mấy tháng nay mà mấy anh nào mà hỏi vũ kim cương á, vũ dao vũ kéo á thì mấy anh xem lại mà bữa nay chốt hàng dùm tiền ha. Chứ hôm mới là bữa tiền hứa mà hàng về tiền đăng á chứ tiền cũng không có nhớ ơi, bây giờ mấy anh nào mà dặn nữa. Đây nè, bây giờ bữa nay số 1 ha. Số 1 là dít. Đây bữa nay tiền soạn bộ dít dít đồng hồ, dít điện tử nè. Cái này nó cũng có đủ loại lớn nhỏ. Mũi dít rất là đẹp mấy anh ha. Nè. Cái này cộng. Hôm qua bữa clip trước hai bộ đó. Mà anh nào nhắc dặn đó tiền cũng gán soạn ra đường bộ nè, lên video nè. Đây. Đó, nó lớn nhỏ nè mấy anh ha. Mũi dít thì rất là đẹp. Đó, rồi bên đây là dít trừ ha. Đó, trừ cũng trừ lớn trừ nhỏ luôn. Rồi số 1 ha, 100.000. Rồi số 2 nè. Số 2, cây thước kéo 20m Tajima ha. Cây này hầu như rất là mới luôn nè. Rất là mới. Cái này nó bằng gì? Bằng thiết chứ không phải bằng cái loại kia kêu bằng gì quên mất mẹ rồi. Lụa khi mình giải lụa gì đó. Đây, mộc Nhật nè mấy anh ha. Mộc Nhật. Rồi Tajima nè ha, 20m, còn rất là mới luôn. Đây ha. Mấy anh nhìn ha. Sáng giới luôn à. Rất là mới. Nè. Rồi. Cái này số 2 180.000. Rồi số 3. Số 3 một con dao. Dao có nguyên cái hộp luôn. Đây lưỡi nè, lưỡi này nó có bị ẩm ha, nó bị ố nè, bố nhẹ ha. Mấy cái lưỡi dao này cực kỳ bén. Thép này nó bén cực kỳ luôn anh ha. Còn khá mới luôn á. Nguyên cái bao này đó, đang còn rất là mềm dẻo luôn mấy anh. Nè. Cái này đeo nè, đeo vô thắt lưng nè. Đó, rồi cái này số 3 200. Rồi số 4 nè, đây. Giữa kim cương hàng mà tiền đợi bao lâu nay nè. Đó, bữa nay hàng loại chuẩn nó về rồi thì mấy đăng lên nè, chứ còn hôm trước là nó hết hàng mấy tháng nay rồi. Nè. Cái cây này á hàng nó này là nó để nó nhái nó Gia Băng thôi chứ hàng này là sản xuất ở Trung Quốc chứ không có phải hàng chính hãng của Gia Băng đâu mấy anh ha. Hàng chính hãng của Gia Băng là nó không có giá này luôn á. Hàng mới này, hàng mới chưa xài ha. Cái lưỡi mài này nó dài tới đây là 1,5 tấc ha. Cái này là nó luôn cán của nó là dài 27 mấy anh ha. Thì đây nó có một cái đồ để mình treo trong nhà bếp ha. Cái này rất là tiện cho sử dụng. Một bề mặt phẳng, một bề bán nguyệt ha. Cái này á, dao mà dao kéo, mình vũ dao, vũ kéo, vũ liềm luôn. Những cái vật dụng mà mình cần làm bén á là mình cứ vũa bình thường ha. Mình liếc á. Liếc vũa bình thường. Xài rất là ok ha. Cái này mấy anh nào mà có theo dõi tiền lâu rồi thì biết cái cây này thì tiền có bán rồi. Đó, cái này á nó hàng á nó công nghệ, hàng tiêu chuẩn công nghệ của Nhật thôi chứ còn nếu mà cây này là sản xuất ở Trung Quốc nhưng mà nó không phải sản xuất ở Nhật nha. Rồi số 4 120.000. Số 5 mũi khoan Tago. Khoan Tago này xài cho máy phân pin nè. Lục giác đâu nè. Chưa lục giác á. Cái này 186543 ha. Rồi cái này số 5 100.000. Rồi số 6 kéo bếp về mấy anh ha. Bữa nay hàng về mà tiền trả nợ luôn. Kéo bếp. Đây tiền về chuyển lại trả nợ ra luôn nè. Kéo này đúng giá của nó, giá bán của nó 120.000 một cây chứ không phải giá 100 ha. Giá cũ giá mới thì cũng là 120.000 á, nhưng mà nếu đâu tiền có nhập cái số lượng nó nhiều á.
Bữa trước về trên 100 cây mà giao không đủ cho mấy anh luôn á. Nó thật sự là đang tìm cái hàng này nó lâu rồi, tiền chờ đúng là cái hàng này luôn á. Cái này mũi rất là dài ha. Tiền còn nợ mấy anh nhiều quá trời luôn luôn, nó mới về nè. Cái lưỡi tới cái lưỡi cắt nó là được 1 tấc ha. Tổng thể cây này nó dài là 23. Cây kéo cầm lên rất là trắng, chắc chắn luôn. Cắt nhà bếp. Nó cắt nhà bếp. Nè. Này là tiêu chuẩn của Nhật. Nhưng mà sản xuất ở Trung Quốc, không qua Nhật đâu nha. Đó. Cái kéo cầm lên rất là thích luôn. Cầm rất là nặng tay. Để mà nó đầm mình cắt được những cái đồ cứng như gà đồ đó. Chứ hôm trước tiền mua cây kéo cho 90.000 mấy cái tiền đó không được. Rồi, cái này số 6 100.000. Này trả nợ nè, bữa nay trả nợ đơn số 6. Rồi số 7 cây kéo cắt tôn luôn ha. Cây kéo này của Kabushi mấy anh. Thương hiệu Kabushi ha. Thương hiệu Kabushi thì xài rất là ok mấy anh ha. Đây. Cái này nó dài được 300 mm, tức là 3 tấc. 12 inch á. Rồi số 7 120.000. Rồi số 9, số 10, 11 là mỏ lết. Đây, mấy cái mỏ lết này. Cái này nó dởm bà cố dởm luôn. Nhưng mà mấy anh nào mà ít xài á, mình ít xài thì mình mua với cái này, nó lâu lâu mới xài, cũng có nhiều anh thì thôi. Cây kìa bấm chết, mày có bán hàng dởm không? Chứ tao lâu lâu tao mới xài, mày mua cây 180 nó mắc quá. Cây này 50.000 ha. 95, cái này size 200 nữa mấy anh ha. 50.000. Để lâu lâu xài cũng được. Rồi số 10 70.000. Xài nó đỡ mất. Cái này loại này đó là tiền thấy nó không ok thôi. Rồi số 11 90 ha. Nó dài 300. 12 nè, 12 cái cắt kính 3 Kabushi. Cây này Kabushi rất là xịn sò nha. Mấy hàng mà tiêu chuẩn của Nhật mấy anh ha, thấy nó ok. Nhưng mà nó nhà máy sản xuất thì tại Trung Quốc. Đây, cái này số 12 ha, 80. Rồi cái 13 là cái xịt hơi Kabushi. Xịt hơi Kabushi 13 80. Rồi 14 mũi khoan này ha. Đây mũi khoan inox, mũi khoan inox thép, khoan sắt ha. Đó, cái này khoan sắt thì mình không khoan inox được, hoặc là mình khoan inox mỏng, còn mấy cái này thì mình khoan được inox mấy anh ha. Cái này thì thông số của nó là số lẻ không à. Cái này là 8.5 nè, 7.5 ha, 6.5, 5.5, 4.5. 3.2, 2 chấm và 2.5. 9 cây ha, 9 cây này 90.000 ha. Thường mấy cái mũi khoan thép á, khoan sắt nó rất là mắc, nó không có giá này đâu, nhưng mà mấy cái này từng nó từng mua thanh lý, giá thanh lý là do nó còn số lẻ á mấy anh. Mấy anh nào mà có xẻ số lẻ thì mình chốt cái này ha. 14 90. Rồi 15. 15 cây này cũng là thằng thanh lý mấy anh ha. Cái này là do nó bị mưa, nó bị ẩm. Là thanh lý rẻ cho nó nhanh, thế này tầm 30 bộ. Lô sau này là 30 bộ nữa là hết hàng này. Đây. Nó bị rỉ nè mấy anh ha. Nó bị nó bị hang vậy nè. Chứ nó chưa có rỉ vô thân, nó chỉ bị sậm màu xuống của cái nước sét á. Đây, nguyên cái bộ này ha, rất là đầy đủ chi tiết mấy anh ha. Đầu thì đầu chui lục giác 6 ly mấy anh ha. Đây. Đó, cái này mình gắn vô máy bắn vít, mình gắn cái đầu dặn tay thường của vít cũng ok hết, gắn ok hết nha. Rất là thông dụng. Thì mũi của vít của nó nè. Nè ha, 2.0, 2.1, 2.3 ha, tới 3 ha. Mũi rất là nhiều. 32 thêm cái chi tiết đầu nối nữa ha. Lục giác thị. Sau đó nhiêu đây nè. Mà có 80.000 à, hàng thanh lý. Rồi số 15 80. 16. 16 cái khò ga. Khò ga Trung Quốc mấy anh nha. Đây. Rồi, cái khò ga 70.000. Khò ga 70.000. Cái này mười mấy à? 16. Đúng rồi, 16 70. 17 nè. 17.
17 cây này là cây kiềm bấm chết Kabushi, hàng chuẩn luôn ha. Đây Kabushi, Kabushi gia băng là hàng nó tiêu chuẩn gia băng luôn á, tiêu chuẩn Nhật. Nhưng mà thường Kabushi này nó ở Trung Quốc, sản xuất Trung Quốc. Đây cái này thép chuẩn hàng loại 1 luôn mấy anh ha, thép này cực kỳ. Cái Kabushi này nó rất là nhiều loại mấy anh ha, rất là nhiều loại, có các rất là loại rẻ luôn, cũng là loại kìm bấm có mấy chục ngàn thôi đó. Thì mấy anh thấy hộp túi tiền ở đâu thì mình chốt đó ha. Rồi số 17 180.000. 18 là một cây cây rút UV, rút UV cũng Kabushi luôn mấy anh ha, rút UV Kabushi nè ha, made in China, sản xuất China. Rồi 120.000. Rồi bữa nay kéo cây kéo cắt ống nước về rồi mấy anh ha. Đây kéo kéo ống nước này về rồi. Nói chung đây kéo ống nước cắt từ ống 42 đổ lại, 42 đổ lại ha. Cây kéo ống nước cắt nhìn rất là xịn sò luôn. Cây tại cái này nó nhiều loại, nó cũng nhiều loại, là 1, là 2, là 3 mấy anh ha. Đây cái lưỡi ha, cực kỳ bén mà nó thiết kế á, cầm rất là cứng tay luôn, rất là đẹp luôn á. Rồi Kabushi cái số 23 120.000. Rồi 24 cây kìm cắt kẽm Kabushi luôn. Cây này thép cắt bá cháy bù chét luôn. Rồi bá cháy bù chét là dân miền Tây em nói đó. Cái này nó dài 22 mét ha. Đây cái lưỡi tiền có test rồi nè. Cái kìm này là tiền test ha. Cắt quá trời cắt kẽm luôn ha. Cái này nó chốc cái sơn ra mấy anh ha. Cái nước sơn rỉ ở ngoài ra, nước sơn ngoài chống rỉ ở ngoài ra thôi ha, chứ nó không mẻ luôn. Cái thép này xài cực kỳ bền. Cây này nó dài, thiết kế nó dài 22 á, rất là dễ cầm và dễ sử dụng. Đây cây này nè, nó có đổ tuốt điện ha, bấm cót. Rồi cái lưỡi cắt rất là dài, găng rất là ok. Tay nhựa tay cầm. Đây hai cọng kẽm ha, cọng nhỏ cọng lớn luôn nè. Chiều nay ginh thùng bia qua giao lưu với thằng đó coi. Tao quay video rất chiều là nó bắt bắt nhạc rất chiều, mà tao quay video rất trưa, rất sáng, rất chiều nào luôn, nó cũng bắt nhạc nữa, mà nó bắt lớn nữa chứ. Đây cái thép ha, mấy anh thấy không, cắt quá trời đã luôn, cắt cực kỳ luôn. Cái này mấy anh cắt dây điện, cắt dây kẽm gì cũng ok hết. Cái hàng Kabushi, nói chung là hàng Kabushi được đánh giá tiêu chuẩn rất là cao. Rồi số 24 170.000. Rồi 25 cây này á, mấy anh có thể cắt được dây điện, dây kẽm, linh kiện đồ là ok ha. Cái này cái động dây này, dây kẽm này, dây kẽm nó có một cái cọng chì ở ngoài nè. Cái này mình cắt mũi nó cũng nhọn, mình cắt bonsai đồ, bắt cắt dây nhôm bonsai là ok. Cọng dây kẽm này thấy không, cây này nói chung là cây kìm này á, là tiền test tựa lưa hột dưa hết rồi á. Nhưng mà nhà mấy anh thấy không, cái lưỡi nó không có bị sờ luôn á. Cái thép Kabushi ha, cây này nó dài 16 anh ha. Ủa cái hộp đâu dục đâu rồi, ủa tự nhiên mới đây cái giờ cái hộp ở đây 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 rồi ha. Cây kìm này, cây kìm cắt này dài 16, cái này 25 70.000. Cái này là cái mẫu tiền test thôi chứ tiền không có giao mấy cái này. Còn bữa nào mà nó hết hàng á, mà mấy anh chú nào mà ấy thì từ mới nó giao cái mẫu ha, còn thường là tiền giao hàng trong hộp nó chưa xài. Rồi cây này cây kìm bấm cốt cũng của Kabushi đây 28. Quá trời là sao. Rồi cây này 27 190. Gắn nhìn gắn giùm mình các bạn. Rồi 28 cây kìm mỏ quả Kabushi luôn mấy anh ha. Cái kìm mỏ quả Kabushi size 250, 10 inch, 95.000. Rồi số 29 cây cưa. Cây cưa này lưỡi mình cưa sắt, cưa ống nước, cưa ống nhựa. Nói chung là mấy anh chú muốn cưa gì cưa luôn. Cái này nó có thể lắp ráp
tháo tăng ra tăng vô dài ngắn theo lưỡi của mình nữa ha. Đây lâu rồi tại tiền không có chi tiết. Đây khi mình nè tháo dặn cái này ra, tại khi mà xuống mấy anh muốn chốt cái mấy anh mấy chú lại hỏi lại là cái này có tăng theo kích cỡ không, mà tiền bữa nay rồi các mẹ luôn rồi nè. Nó mấy anh lưỡi ngắn lưỡi dài, mấy anh muốn cắt lưỡi ngắn lưỡi dài thì mấy anh có thể tăng tháo ra rồi mấy anh cứ đưa cái này xuống tăng xuống đây ha, rồi là để nó nằm ngay cái khớp này nè đó, chứ không phải nhất thiết là mình xài một lưỡi dài đâu mấy anh ha. Hoặc là mấy anh mua cái cây này rồi mấy anh xài cái lưỡi của Nhật, lưỡi hàng bãi của Nhật cũng ok luôn ha. Nó cái này là sản xuất ở Trung Quốc mấy anh nha. Đó này nó ngắn xuống rồi nè mấy anh ha. Đó vì tức là cái lưỡi ngắn lưỡi dài thì mấy anh cũng xài được, mấy anh yên tâm. Đó nó tăng rất là dễ, rồi gớt ra em dặn cái gớt ra luôn rồi để hồi em gáp lại coi. Rồi số 29 70.000 mấy anh ha. Đó rất là dễ xài. Rồi 30 cái kéo tỉa. Kéo tỉa này 50.000 ha. Đây lò xo rất là mạnh luôn. Cái này cắt được bịch ni lông luôn á. Nó lưỡi nó bé mà xài nó cũng bền nữa. Cái tỉa này có 50.000 ha. Mua cây về để tỉa ha tỉa lá luôn. Rồi 31 cây kéo 60.000. Cái này quay lên nhìn cái mẫu thấy ghê quá. Tại vì nó để ngoài nó bị xét rồi mấy anh. Nhưng mà giao là giao trong hộp mấy anh yên tâm ha. 60.000. Có thêm cái lò xo nữa. Rồi 32 nè. 32 100.000 cái này của Kabushi ha. Tiền giao trong hộp. Mấy anh á hàng bên tiền mấy anh á chốt theo số thứ tự này á. Rồi tiền giao hàng mấy anh có thể kiểm tra ha. Đúng hàng thì tiền nhận dùm tiền. Chứ nhiều khi từ nói trên video nhiều mấy anh á chưa mua hàng thì nói nó quay hàng xấu mà nó hàng đẹp đâu có tin, thấy không? Đây, cái này số 33 ha, 100.000. Thì mấy anh có thể kiểm tra hàng nha. Rồi 34 cây này 120 ha, giao hàng trong hộp. Mấy cái kéo này là hàng của Trung Quốc mấy anh nha, Trung Quốc sản xuất nha. Rồi số 35 145.000, mẫu mã rất là đẹp, kéo cắt bé. Rồi 36 36 bữa nay. Đây bộ dũa mấy anh. Tại vì giờ dũa nó không có giống nhau á cho nên là đây một cây bản vuông ha. Mấy cái dũa này chưa xài CH. Cái này cũng chưa xài luôn, hàng nó bị ố thôi. Cái này một bề phẳng, một bề bán nguyệt. Bản tầm 2 phân rưỡi. Đây. Rồi hai cây dũa này dũa thưa nè. Mấy cái dũa này chưa xài luôn. Rất là bén nha. Mấy cái vũ này Trung Quốc. Rồi 36 100. 37 lục giác bữa nay không có soạn kịp rồi mấy anh ơi. Lục giác cũng còn á, lục giác em cũng còn á, nhưng mà bữa nay không có soạn kịp. Rồi 37 tới dây điện hàng nội địa Nhật. Rồi cái cọng này 4m8 anh ha, dây hai lõi, dây này hàng tuyển chọn ha, dây này rất là dẻo mấy anh ha, có dấu ha, đứt không có đứt đâu. Cái này của gì đây, cái này 29A của gì đó, 12A chứ, Tassin gì, đúng rồi Tassin. Nó dây rất là dẻo. Rồi số 37 4m8 này 90.000. Rồi 38 nè, 38 4m9, dây này cũng hai lõi luôn mấy anh ha. Cái này của Ryobi. Quá trời dẻo, dây này á, dây mới không mấy anh ha. Cái này 12A luôn, Ryobi. Rồi cái này số 38 90. 39 4m8. 4m8 dây này ba lõi mấy anh ha. Tassin nè. Tassin Makita nè. Cái này của Makita, dây thiệt là đẹp, dây rất là dẻo, dây mới không. Rồi cái này nó 12A luôn mấy anh ha. Rồi số 39 90.
Rồi số 40 nè. 40 là 4m9, 3 lõi luôn. Đó, mấy anh nào có xài mấy cái hàng mà 3 lõi thì dây có dây chống mát, chống giật gì đó. Rồi cái này Makita này 15A mấy anh nha. 15A rồi 40 90 nghìn. Rồi 41. Dây này á thì nó kiểm tra hết trơn rồi mấy anh ha. Nè. Cái này cái gì đây? Cái này 12A. Ta xin. Cái này 4m2 2 lõi. À dây này dẻo nè, nè. Có dấu nè ha. Dấu chạy ngoài thôi. Rồi số 41 80. Rồi 42, cọng này quá trời đẹp luôn. Cọng này nó đẹp mà nó vừa đẹp mà vừa dài nữa. Cái này nó 7m5 mà anh ha, 7m5 dây 3 lõi. Cái này của Hitachi. 12. Trời ơi. Nhìn gì muốn lòi con mắt như trời. Chắc mơ sắm cho cái kính nó già rồi. Này 12A mấy anh ha. Rồi số 42 150 nghìn. Rồi đem về camera luôn. Rồi 43 vít. Mấy anh mua bù vít này xài biết nào hư nữa. Đây cây BH1 mấy anh ha. Cây này là BH1 Tokoma. Cái cán của nó đây mấy anh thấy không, nó chuẩn dừa luôn ha. Cây này chưa xài. Cái cán thì không phải cán của nó, nhưng mà gắn là ok. Cán của nó là dây xài mấy cái đầu vít này nè. Đây, cái đầu vít này là cán của nó. Mấy cái đầu này là đầu của cán của nó nè. BH1. Đây, hai mũi vít này chưa xài nè. Hai mũi vít này cán của nó đã xài lướt rồi, xài lướt qua rồi, nhưng mũi vít còn rất là đẹp mấy anh ha. Nè, rất là đẹp nha. Đó rồi, có mấy cái mũi vít dẹp này chưa xài luôn mấy anh ha. Đó, rất là nhiều mấy cây này xài đã đời luôn. Có cái nó bị ố ha, nó bị ố thôi. Cái mũi thì chưa xài. Rồi cái này số 43 ha, 100 nghìn mấy anh. 43 100 nghìn. Rồi 44 vít hò lô vít xeo nè. Lâu rồi mình chưa lên hàng này đúng không? Đây. Vít xeo ha. Vít xeo. Vít hò lô. Đây, mũi vít. Mũi vít rất là đẹp mấy anh ha. Nè. Mấy cái hàng này nè, ta có xài lướt rồi á. Xài rồi á, nhưng mà mũi vít rất là ok. Hai cây này là BH2 mấy anh ha. Nè, vít xeo BH2 ha. Đây. Đó, mấy cái mũi này còn quá ok luôn, hai cây ha, cây dài cây ngắn nè. Rồi, một cây vít dẹp luôn. Cái dẹp này có đây nó có chạy ha. Chạy ha, mũi vít thì nó không có vên. Đó, rồi ba cây này ha, số 44 150. Rồi, 45 nè. 45 một cây vít này. Vít tự động mấy anh. Tự động, cái đầu này đầu dặn của đây, cái này đầu dẫn của top mấy anh ha. Nè, vít đảo chiều ha. Rồi mình dặn xuống đây là đảo qua. Rồi mình bấm chánh giữa là nó cứng. Rồi dặn giữa là cứng ha. Cái này nó gắn cái cán là cán nào gắn vừa là tiền gắn đây ha. Đây, cái này đầu vít là đầu vít BH1 mấy anh. Mấy cái mũi vít này là lô vít bình tiền, là hàng có lẽ hàng đẹp luôn á, nhưng mà để lâu á nó có phụ quần nè ha. Nó hơi xấu chứ mũi vít chưa xài. Rồi mấy cái đầu vít này cũng chưa xài luôn nè. Để mấy cây cộng 3-4 cây cộng nha. 4 cây cộng một đống thì trừ nè. Đó. Mấy cái đầu này mấy chú nguồn bộ này xài đã đời luôn. Nè. Cái này nó có 500. 500 mà cái khía cạnh này ha. Đó. Nè mấy anh ha. Nè ha. Không có gớt mấy anh ha. Đó, anh cứ gì mà dặn thôi. Hết 500 cứ ngắt luôn. Nó bốn cây cộng nè, mũi vít còn rất là đẹp. Đây. Xài đã đời luôn. Rồi một mớ này luôn ha.
Đây là mình gắn vô đâu là cứng khừ đó luôn ha. Cái này cái tay cầm nó cũng cũng rất là dễ xài. Cái này cầm đó, nó điều chỉnh đó, nó rất là ok. Rồi cây này số 45 150.000. Rồi 46 hàng thanh lý, mấy cái gỗ hàng chìa khóa thanh lý mấy anh ha. 46. Rồi một cây đầu vít này, cái này vít trừ nè, trời ơi ghê không. Cái này nó có đầu mà nó sót ở trong cái đóng chìa khóa. Cái này mấy anh đã đợi đầu ha, đầu cộng đầu trừ nè, vít nó chưa xài luôn, cái vít mỏng vậy chưa xài nè. Rồi cái này cắt móng mèo nè, cắt móng chó, kéo, mấy cái kéo này, mấy cái kéo này là cắt ok hết mấy anh ha, tại tiền không có vệ sinh. Đây, giờ đang vô gõ lý nó nằm trong chìa khóa là tiền để vô luôn ha. Rồi cái bộ le nè, le cắt ống nè, cái hàng của Trung Quốc mấy anh ít xài á, là mấy anh xài này, hàng này chưa xài á mấy anh, cái này chưa xài á mà của Trung Quốc nha. Đây nó nằm ngoài lô đó, giờ nó bị một hai đốm xét, một cái dũa bản to này còn đã xài giữ được. Rồi lục giác nè, rồi kìm cá nè, rồi mấy cái đầu vít nè, mấy cái đầu vít này không cán nè, không cán ha, mấy cái thép vít này nó hàng ok lắm luôn mà nó không có cán. Cái này mấy anh có thể là làm cán gỗ, đóng cán gỗ. Cái này giống như là mở cái máy nè, mở nắp mở máy gì nè. Rồi chìa khóa này, cái gỗ này chìa khóa nó 15 là lớn nhất mấy anh ha, 10 12 nè, 10 14 nè, này không thấy số, 14 17 nè, 11 13 nè, chìa khóa 8, lục giác 8 chứ, 12 14 nè. Rồi một cái dao gọt giấy luôn đó, mấy cái này không có vệ sinh ha, nhưng mà cái đầu cái này Tajima nè. Cái cây này á, tiền không luôn á, mà tại vì mấy giờ là không có vệ sinh nữa, hàng cái này mấy anh về gắn lưỡi vô là xài ok. Đó, chìa khóa nhỏ nữa nè mấy anh ha, 5 7 nè, 8 10 nè, cái này 9 10 nè, 7 9 ô 8 9 nè. Đó, nói chung một gỗ này á mấy anh về là xài đủ luôn, 46 140.000 ha. Rồi 47, bữa nay có cái gỗ này cũng có chìa khóa lớn ha, mấy anh nào xài chìa khóa lớn thì mình chốt gỗ này nha. Cái gỗ này nè, một cái vít này thử điện nè. Đó, thấy không? Thấy bộ vít không là thấy uy tín rồi. Rồi một cái cưa sắt luôn, này nó có tay cầm đây ha. Cái này cái bào nè. Rồi. Cây chìa khóa 24 nè, đầu vòng đầu miệng nè. Mấy cây này nó sót trong đóng chìa khóa chứ hôm bữa giờ hỏi mà hết luôn rồi đó. Cái này 24 26 nè. 15. Đó mấy anh nào mà xài chìa khóa lớn thì chốt gỗ này. Số 8 10 nè. Mấy cái kéo này ha. Lưỡi cưa. Nè mấy cái đầu vít. Cái này 3/4 ha, 19, 19 mm. Cây dặn 19 nè. Nói chung mà gỗ này là chìa khóa lớn, mấy anh chốt gỗ này là chìa khóa lớn không nha. Có từ nhỏ tới lớn á. Còn mấy anh chú nào mà xài gia đình thì tầm 16-17 đổ lại á, thì chốt mấy gỗ nhỏ nè. Kìm cá, lục giác, đó, kéo cắt đồ linh tinh. Trời, có cái bấm này nè, cái bấm màu cam ha, màu chói lội luôn màu. Đó. Bấm ok mấy anh ha. 11, 13 nè, 10, 12 nè, 12, 14 nè, 14, 17. Rồi số 47 140.000. 48. Vít thử điện. Chìa khóa 14, 17, một cây kìm cá nè, 15, lục giác 8, mũi vít, cái tay ba này 12 nè, 10, 12, 14, cái 12 này nó bị lờn, rồi vít luôn, ơi cái vít này đảo chiều quá cháy luôn nè,
À, cái này nó co gặp quá. Tôi nhắc vậy bà. Chắc nó bị sét. Cái này gặp nghiêng được mà. Hôm nay nó có mũi vít nè mấy anh. Trời ơi nó đen thù lùi. Ơi nó còn đen nhưng mà mũi vít nó còn xịn nha. Nó nè cạnh khía rồi. Đó, bộ này là có hai cái vít này là tự động rồi. Dặn bá cháy luôn. Rồi mấy đầu vít nè mấy anh ha. Rồi cái xà cày. Xà cày nhổ đinh mà nó hơi xấu. Bản vữa vữa. Sủi. Chìa khóa 17 nè. Nè. Tay bào, rồi một cái cưa sắt luôn. Rồi một cái vít lùng. 12 14 nè. Rồi một cây gọc da gọc giấy luôn ha. 5 7 nè, chìa khóa nè, 10 12 nè. 8 9 nè. 11 13 nè. Đó, rồi số 48 140.000. Rồi 49 đây là cái gỗ chìa khóa này, gỗ lớn hồi nay bữa nay hai cái gỗ chìa khóa nhỏ, rồi hai cái gỗ chìa khóa lớn mấy anh ha. Đây. Dao gọt giấy. Cái này về dục cái lưỡi dao đi nó xét rồi. Nhưng mà mấy anh dặn ok. Rồi, cái chìa khóa lớn nè mấy anh ha, 24 đầu vòng đầu miệng khóa xịn trời. Cái tháo mở 18, 19, 24, 26. Mấy đầu vít nè. Mấy cái đầu vít này cái thép đó cực kỳ xịn luôn. Rồi cái cây này thầy dặn 21 mà nó xỉn. Nó niễn. Cây này đảo chiều luôn mấy anh nha. Mấy cái đầu vít đảo chiều. Dặn còn tạt luôn á. Có đầu vít luôn nè. Trời ơi, cái này được 4 đầu. À, BH1, BH2, BH3, 2 trừ. Rồi ba cháy cái này ba cháy nha. Má. Đó, rồi chìa khóa mấy anh ha. Nó cũng đều với lớn nhỏ cũng bắt lộn xộn á chứ không có đâu. Đây 11, 13. Trời khóa xịn không nội. Rồi một cái bấm gì nè. Đó, cũng lớn nhỏ luôn mấy anh. Rồi 49 140.000. Xong rồi hết gỗ đó thanh lý. Rồi 50. Thật ơi ạ. À. 50 một cái liềm. Trời, cái liềm này hàng đẹp. Chữ Nhật in chìm đây mấy anh ha. Chữ Nhật in chìm đây. Chữ đấy ha, liềm cán gỗ. Cái cán này nó bị xước miếng đây mấy anh ha. Xước. Cái lưỡi này lưỡi rất là dày. Đây cái này á, cái cán không á là mình dài được 33. Cái này tổng thể cây này nó dài được 38 mấy anh ha. Cái lưỡi nè, cái lưỡi nó được 13, tới chỗ cắt là 13 ha. Cái bản này nó dày á là được 5 phân. Cái này chắc nó dày đâu có 8 9 ly à. Rồi 8 ly mấy anh nha. Dày 8 ly. Lưỡi bén. Rồi cây này số 50 150.000. Trên cao giật xuống, giật vừa đồ. Rồi một cây kìm. Cây kìm 51, cây kìm này hồn hô dắt nè. Cây này vẫn dắt da băng ha. Cây kìm này sao nó dài. Cây này tôi quá dài luôn nè. Cây này dài 27 năm. Cây này á, găng này mấy anh hình như là tháo nắp, tháo ốc, dặn ốc vậy ha. Đây găng nó rất là bén mấy anh ha. Phần trên nè, phần dưới này nó có dấu xài. Thì mấy cái này hàng này nó đã qua sử dụng mấy anh ha. Găng nó còn rất là bén luôn nè. Nó để gì kẹp dặn dặn ốc mà dặn mấy cái đồ lớn ha nè. Cái nào lớn đâu á nè. Cái này nó bị chóc nước xi ha, cái nước xi mạ ở ngoài ở cái lớp trắng ở ngoài thôi chứ nó không có chưa có rỉ vô thân ha. Găng thì còn rất là ok luôn. Đó. Rồi số 51 170.000. Nó dài cũng rất là dễ. Rồi cái này 52 nè. Một cây này ha.
một cây kìm này, kìm cua này á, nó vừa bấm kẽm bấm đinh mấy anh ha, bấm kẽm bấm đinh. Cái này thép nó cực kỳ nặng luôn, mấy anh cầm cái cây kìm lên nó rất là chắc luôn. Cây này chữ như Nhật in chìm đây mấy anh ha, thép nó còn rất là đẹp. Đây cái mũi là cây này, cái lưỡi còn rất là đẹp luôn, thép còn đẹp nữa. Cây này nó dài nữa chứ, cây này nó 24. Cây này mấy anh vừa xài mà vừa sưu tầm những cái hàng nữa. Đẹp luôn. Đây cái thép này xài, cái này mấy anh có thể là bấm đinh bấm kẽm. Cây này cây này là cây kẽm nhỏ nè, cây này cây kẽm to mấy anh ha. Đây thấy chưa, không có hề hớn gì. Cái lưỡi nó rất là dày mà nó bén nữa. Cái này dạng mà bấm đinh nhỏ cũng được, ok luôn. Mà cây này cây kẽm này rất là to nha, kẽm này không phải là kẽm nhỏ đó ha. Cái lưỡi không mẻ không sợi hay mà không sờn luôn mấy anh ha. Cây này chưa có mài chưa gì nữa ha, cây cản nó còn ok luôn nè, chưa mài chưa gì hết. Rồi cây này số 52 ha, 250.000. Rồi số 53, một cây cắt kẽm, cắt kẽm của MCC Gia Băng ha. Hàng này thì mấy cái hàng này thì đã qua sử dụng ha, nước sơn nó có chốc lướt mà lưỡi nè, lưỡi nó còn rất là đẹp mấy anh ha. Đây đó, lưỡi rất là đẹp. Cái này mấy anh có thể điều chỉnh ha, lưỡi sát hoặc là lưỡi hở. Mấy anh mà cắt hơi to mấy anh dặn lưỡi hở thôi, đừng có sát quá thì mình cắt lưỡi nó nhanh nè, giống như cái kẽm này kẽm nhỏ nè, là mấy anh sẽ chỉnh sát vô. Tí nữa mấy anh hay xài mà kẽm nhỏ thì mấy anh chỉnh sát vô ha, cắt tới đây là nó không nè, tại nên nó hở á, dặn vô xíu nữa nó sát là mình cắt mới đứt. Còn không thì mình cắt cái lưỡi to nè, đó quá trời bén luôn ha. Đó lưỡi không hề gì hết. Rồi cái này số 53, 140.000. Rồi 54, một cây kìm cá. Cây này cây kìm cá này như chưa xài vậy đó mấy anh ha. Cây này hàng của Lotte nè, Lotte Gia Băng ha, mộc Nhật in chìm. Cái găng của nó đây, găng nó hầu như không có một cái vết lướt nào hết. Đây găng nó hình như không có một vết lướt nào luôn, rất là đẹp. Cây này thì nó dài 20 mấy anh, 20 ha. Rồi cây này số 54, 100.000. Rồi 55 nè, 55 một cây kìm nhọn. Cây kìm này mà này mũi rất là nhỏ ha, mũi nhỏ nó rất là nhọn, găng còn rất là ok. Cái này mới gấp vàng luôn. Cái này nó có cái lò xo trợ lực ha, cái này của Bujiza. Cái này cái cán nó có bị cháy đây một miếng. Cái này nó dài 16 à mấy anh ha, 16 à. Cái lưỡi cắt nó khít nè, trời ơi cái lưỡi có chút xíu mà đưa cái cọng dây điện bít mẹ cái lưỡi. Trời ơi cắt ngon lành luôn, bén quá trời mấy chơi. Quá trời em. Đó, găng đẹp luôn mấy anh ha. Rồi cái này số 55-70. 55-70.000. Rồi 56, cây này của Tayo. Cây này cũng có cây kìm nhọn luôn. Găng này găng một chiều bên đây, một chiều bên đây ha. Đây cái lưỡi cắt này nó có dấu cắt mà bị vơ, giống như bị nè, nó bị móp lên á, dấu cắt ở ngoài á. Cái này mình cắt kẽm luôn chắc ok. Trời ơi đúng là mấy cái thép này cắt kẽm luôn mấy anh. Đó cái này cũng có trợ lực luôn ha, cây này cũng 16 á mấy anh ha, mà cái găng này nó một chiều bên đây một chiều ngược lại ha. Rồi cái này 56-60.000. Rồi 57 cây này cây kìm nhọn set, cây này không có trợ lực nha, găng rất là đẹp. Đây găng đẹp mấy anh ha, lưỡi cắt ok luôn nè. Đó cây này mấy cái linh kiện mình vừa cắt dây điện mà mình gấp ha, kìa 16 luôn. Cái này 57-50 mấy anh ha.
57 50. Rồi 58 nè, một cây kìm cắt dây điện, tút điện cắt xéo ha. Hàng này gì bật rồ chít gì đó, có một inch chìm ha. Lưỡi nè, có hai lỗ tút điện nhỏ và lớn luôn. Cái này cũng tầm 16 anh ha. Lưỡi cắt còn đẹp. Nè, mũi cắt mũi con bé ha, quá trời bé luôn. Cắt sâu quá. Rồi, cái này số 58 70. Rồi 59. 59 vét. Đây cái mũi đó nè. Mấy cái này nó 16 thôi mà. 16 luôn á. Để cắt dây điện. Cộng dây điện rất là to luôn á trời. Tút điện ok. Rồi cái này số 50 39 hả? 59 hay 39 vậy? 59 70. Cái số 5 nhiều số 3. Rồi 60. Đứa nào ghi vậy? Sáu chục cái mũi khoan gài mấy anh ha. Đó, mũi khoan gài, mũi phân bót. Cái này mấy anh nào xài máy phân gài, máy phân bót thì mình xài mũi này ha, mũi phân bê tông nha. Cái này mũi này mũi 6 ly nè. Nè, mũi kiểu như vậy mấy anh ha. Cái này ba cạnh nè. Mèo rất là đẹp. Cái này của Gia Băng ha. Có cái cũng có Rep Money nữa. Cái này mũi này là mũi 4.3 Blood Sayo Sanjo gì Sanko gì đó không biết nữa. Này hai cạnh à. Rồi cái này mũi 10 mấy anh ha. Cái này của Đức nè, đẹp lên này. Này nó như bốn cạnh. Cái này 14. Mũi 10.5. Này 10.5 gặp cái này. Cái mũi này nó cạnh này nó hơi be, hơi lục rồi. Rồi cái này 8.5 luôn, cái này của Gia Băng. Đây là ba cạnh ha. Rồi, cái này hai cạnh. Mũi này mũi 9. Tên gì không thấy luôn. Hai cạnh, me còn bé. Rồi 60 200. Rồi 61 nè. 61 108. Cái này là đầu lục giác mấy anh ha. Mũi khoan lục giác. Này nhỏ lớn, cái này nhiều như giờ không thấy số nữa rồi mấy anh. Nhỏ lớn ha, và lục giác. Mấy cái mũi khoan này làm gì? Giang tháo ốc gì không biết. Đó, mũi khoan lục giác nó lớn nhỏ ha. Cái này có một mũi này, mũi bê tông nè mấy anh ha. Còn như là phân sắt, phân nhôm. Rồi mấy cái khoét. Lưỡi này bén nè. Cái này mũi 15. Đó, phân sắt nè ha. Mũi này mũi 9.7. Mũi này nè. Rồi một mũi phân gỗ. Nói chung là combo này á, mình xài lặt vặt gia đình. Rồi có một cái mũi đầu vít luôn. Rồi 61 180. Rồi 62 mũi khoan gia đình ha. Mũi khoan gia đình, mũi khoan sắt gia đình. Cái này thì tiền soạn là lớn nhỏ. Cái này nó xài rồi, mũi khoan này hàng bãi xài rồi mấy anh ha. Cái này nó được 13 ha. Lớn nhất của nó 13 nè. Cái mũi này mũi 10 nè ha. Thép HHS. Có Nachi, có Beko có mấy anh ha. Đây mũi khoan rất là đẹp. Đó. Cái này chính nè. HHS nè ha. Đó. Rồi, cái này là đó, nó dài xuống. Đó mấy anh thấy không? Tiền sắp mũi khoan nè, nó lớn nhỏ dài dài xuống thì mấy anh mua một cái combo này thì nó cũng rất là nhiều số để mà mình sử dụng gia đình ha, mình khoan gia đình. Đây. Rồi tới nhỏ xíu luôn mấy anh ha, tới nhỏ xíu luôn ha. Tới 2.2.2.5 luôn ha. Ê, đó rồi 62 200. Rồi 63 nè. Cái 63 cái mũi này lớn nhất của nó là mũi 13 luôn ha. Nachi nè, thép HHS luôn. Cái này mũi 10 luôn. Đó.
cái này mũi nhỏ nhiều. Này mũi nhỏ nhiều hả? Cái nào nó cũng bằng nhau mà, có cái mũi nhỏ, mũi lớn, mũi lọ nhỏ, mũi lớn nhiều quá mấy anh đó ha. Đây nè. Đó, lớn nhỏ nó đều đều. Rồi, 63 200. Rồi, 64. 64 mũi này nó này tầm 12 à. Rồi, chính xác 12 anh ơi. 12 10. Rồi, cái mũi này mũi 12 10 đổ xuống nè, nói không? Anh thấy không? Vẫn đều đều xuống ha. Đó. Rồi, cái này 64 200. Rồi, 65 kéo bướm. Cái này nó dài 18 năm. Mũi gì anh? Cái mũi kéo rất là bén. Cái này nó có sần, không có chữ mấy anh ha. Anh mua gì coi nha. Rất là bén. Rồi 65 90. Đi ra nói chuyện ngoài nha. Rồi. Qua kiếm khách là gì? Qua cái kiếm cái nặng mấy cái đầu cái trái á. Đây, mũi kéo rất là nhọn và lưỡi kéo rất là bén. Cái này không có chữ. Rất là bén luôn mấy anh ha. Rồi 66 100. 66 100. Rồi 67 nè, 67 hai cái búa ở đầu su ha. Cái này hàng của China, chưa có xài mấy anh. Hai cây à, cây nhỏ cây lớn ha. Rồi 67 80. Rồi búa rìu bên tiền về nhiều ha. Bữa nay rìu chặt mà rìu cán ngắn, bữa nay về hay là được mấy chục cây mấy anh ha. Rìu cán ngắn thường nó lâu rồi không có về á. Lâu rồi nó không có hàng luôn á. Mấy cái hàng này á thì nó lâu lâu nó mới có ha. Chứ hàng này nó không phải có hoài. Đây. Đây là rìu rìu Husky nè. Rìu Husky thì mỗi cái này hàng này hàng xuất Mỹ hết. Cái này mà thì mấy anh có thể thích mẫu nào thì mấy anh thích ha. Tùy người thích. Đó. Đây nè, cán sợi thủy tinh nè, Husky ha. Thương hiệu. Cái này nó không phải dễ chữ mà cái chữ này nó được in dập chết luôn nè. Đó. Cái lưỡi này á, cái lô này chuyến giờ về á, lưỡi nó rất là đẹp mấy anh ha. Lưỡi nó đẹp, lưỡi nó phôi, nó chui bén luôn rồi mấy anh ha. Chui bén luôn rồi nè. Cái này là chưa có một cái lớp mài mỏng ở ngoài đâu. Cái này đã tiền chặt thì nó đã bén rồi á. Còn mà mấy anh muốn bén nữa thì mình mài sơ cái lớp chui này ra nè. Cái lớp chui này ra nó có. Hôm qua. Đây nè. Có cái lớp chui này nó chui bén rồi nè. Mấy anh em về có thể mài cái lớp này ra để xài. Hoặc là mấy anh không mài luôn để gì xài luôn cũng được ha. Lưỡi chiến này, cái lô này chiến này về cái mấy cái lưỡi rìu này á là nó đã bén. Nó không có phải lưỡi dày giống như được trước. Cái này á là nó được 8 phân rưỡi mấy anh ha. 8 phân rưỡi. Cái này tổng thể cây này nó dài được là 35 nè ha. 35 nè, tổng thể dài 35 nè. Đó. Để em coi. Rồi cái cây rìu này nó nặng đúng 1 kg mấy anh ha. Của Husky nặng đúng 1 kg. Thì mấy cây rìu này thì giá của nó là 300.000 mấy anh ha. Husky 300. Nó được ít cây ha, cái lô này về mấy anh thấy ha. Rất là đẹp, lưỡi rất là đẹp nè. Có lưỡi nó chui nè mấy anh ha. Thấy nó chui bén hết trơn rồi. Gờ vô ghê rất là bén rồi. Đây nè. Cái lưỡi này là mấy anh thấy là chặt xài luôn rồi, khỏi cần mài. Hoặc là mấy anh có thể mài cái lớp này ra thôi. Đó, lưỡi ha. Đẹp. Mấy cái hàng này á, nhiều khi nó có khi là vận chuyển á, nó cọ rồi nó có thể là chạy xước mấy cái bao da nào này coi ha. Nhưng mà cái hàng này ra ra. Đây nè, cái chuyến này về những cái chữ Husky này á là nó dập chết trên đây luôn ha. Nó dập kiểu mà in chìm luôn á. In vô mặt luôn á chứ không phải là hàng chữ laser luôn ha, không phải chữ laser luôn. Đó, rìu này đúng 1 kg. Mấy cái thép này á, cái thép này hôm qua thằng em về nó lấy nó chặt đinh thử đó. Không mẻ không nhíu gì luôn mấy anh. Nó
cái rìu này á, nó 300 nghìn một cây. Rồi đây là dòng của Đài Quát. Đây Đài Quát đây nè thấy anh ha, thấy cái lô này nó về nè, nó chui bén đợt trước á, hàng hồi xưa về là nó chưa có bén, làm em lúc nào em cũng nói mà anh phải về mài lại. Còn cái lô này về đó đã chui nè, mấy cái lằn này nè ha, cái dấu vết chui mà mình chưa có mài sơ qua đá tay á nó, nhưng mà gờ vô rất là sắc rồi nè. Hàng của Đài Quát ha, cái này Đài Quát, cái này đổ keo cát sợi thủy tinh, rồi mấy này mấy anh dài xài cực kỳ bền luôn, mấy anh có thể để xài mà siêu tầm luôn á. Mấy cây này nó luôn cán tổng thể là nó dài cũng là gần 36. Cái bản lưỡi cây này á, là nó dài 7,5 phân mấy anh ha. Đó. Thì mỗi mẫu á, Đài Quát thì nó mẫu nó khác nhau, nó khác cái lưỡi kia ha. Nè, lưỡi nó như vậy. Cái này là chưa có mài một lớp áo ngoài luôn. Rồi, cái này á, thì nó nặng 9,5 lạng. Nó sẽ nhích hơn bên cái lưỡi kia một chút xíu. Cái cán nó, cái tay cầm của nó tới đây ha, tới đây là mình thấy từ đây qua đây nó ấy, còn cái tay chỗ này nó bọng nhẹ chỗ này nè, nó nhẹ chỗ xíu chỗ này nè. Đó, Đài Quát. Cây này lúc thời giá ngày xưa là 350 một cây. Đó. Đài Quát ha, rìu Đài Quát. Đây mấy anh thấy ha. Đây trên màn hình nè. Đó. Nè mấy cái cây này nó bị ố nè, chưa có vệ sinh gì hết nè, ha, lưỡi gờ vô cực kỳ bén. Cái này mà mấy anh mà chặt vừa thì mình không cần mài đâu, mấy cây này ngày qua ha, lấy cây đinh nó để lên cái miếng đá nó chặt thử ha, là gãy cây đinh luôn, đứt cây đinh ngang luôn mà cái lưỡi rìu không hề bị gì hết. Đó, mấy cái hàng này ha, mấy anh xài mà để treo luôn. Trong nhà nó có cái Đài Quát này, nó có đây dấu treo nè. Đó. Đài Quát Cookie. Thì cây nào cũng 300 nghìn một cây, thì mấy anh có thể chốt ngày nào cũng được nó, lưỡi đó nè ha. Nói chung cái lô rìu này về cực kỳ mà nó có ít nè mấy anh. Rồi búa này về nhiều mấy anh ha, búa tạ nè. Rồi cây 2LBS này nhỏ nhất nè, 2LBS và 2.5. Để từng coi cây này 2LBS ha, Đài Quát. Cái này hai đầu tròn, búa hai đầu tròn ha, cán sợi thi tinh. Thì cái cây này ấy, nó nặng được 1,2 kg mấy anh ha. Thì mấy anh mấy chú nào mà mình xài cái tầm lượng 1 kg mà cái 1,2 kg á, thì mình chốt cây này ha. Cái này nó dính nước sơn thôi mấy anh, cái này dính nước sơn thôi, không có vấn đề gì hết. Cây búa này xài cực kỳ bền, có tiền ở ngoài tiền có xài một cây ha, xài này thì mấy năm trời rồi mà hôm trước mà không búa không có về á, mà mấy anh khách đi lại đây mà kêu chia lại không có một cây ta để dành ta xài mà ống đồ chia nữa. 2LBS cây này 1,2 kg mấy anh ha, 2LBS là nó 1,2 kg. Thì nó có hai loại, hai đầu tròn và một cây loại một đầu tròn một đầu dẹp. Cái này 2.5 chứ, đầu tròn đầu dẹp 2.5 đầu tròn đầu dẹp. Thì cây này nó nặng được, cây này nó nặng 1,5 kg mấy anh ha. Thì 2LBS á thì nó nặng 1,2 kg, cái này 2.5 là nó nặng 1,5 kg. 1,5 kg thì nó có một đầu tròn nè, một đầu dẹp ha. Cán thì nó cũng bằng nhau hết mấy anh ha. Thì mấy cái cây này á thì tiền đo tổng thể đi ha, tổng thể á, thì cán nó dài được 34 ha. Đó, cây 2LBS này nó cũng có hai đầu tròn luôn mấy anh ha, một đầu tròn một đầu dẹp, hoặc là 2.5 nè, hai đầu tròn nè. Nè. Cái này hàng này, cây này nó bị lỗi nè mấy anh ha. Nè. Nó lỗi nè. Nó bị mấy cái hàng nó giống như một lô hàng nó bị lỗi gì ra rồi nó sẽ bỏ ra nguyên lô nè nó ha. Cây này nó bị phù lên đây nè. Nè. Đây. Chữ này là chữ chìm nha, chữ nổi. Chữ khắc nổi luôn. Cây này 2.5 á. 2.5 là nó 1,5 kg, 2.5 1,5 kg mấy anh ha. Thì tiền có nói thông số và cân nặng á, thì mấy anh mấy chú theo cái cân nặng mình xài ha. Thì 2.5 nó là 1,5 kg. Còn 2LBS này nó 1,2 kg, mà 2LBS thì nó có mấy cây thôi, nó không có nhiều mấy anh ha. Nó có mấy cây thôi. Có cây này 2LBS mà cá ngắn nè. Đó, mấy anh nào xài cá ngắn thì mình xài cái này. Có một cây một thôi gì à. Đúng rồi, nó phải có một cây một nè. Này nó có 1,1 kg nè.
chi mốt nè. Thì cái rồi cái tới 3 LBS đây. 3 LBS thì sẽ nó sẽ nặng là 1,7 kg. Chính xác thì 3 LBS nó nặng 1,7 kg mấy anh ha. Cũng là một đây cây này thì nó một đầu tròn, một đầu chữ thập. 3 LBS là nặng 1,7 kg. Rồi 4 LBS thì bữa nay nó có về đây, đầu tròn đầu dẹp đây mà anh ha. Đây một đầu tròn. Cái này nó không có nước sơn thôi, nước sơn nó bị xét rồi. Cái này vệ sinh này ra là thay dầu ok. Đó 4 LBS nè mấy anh ha, một đầu tròn, một đầu dẹp. Thì 4 LBS đó thì nó nặng là 2,2 kg mấy anh ha. 2,2 kg. Rồi thì trong cái búa các loại căng ký này á thì chỉ có một cây 4 LBS là giá của nó 250 thôi, còn bao nhiêu là đồng giá 200.000 hết mấy anh ha. Cây chỉ có cây 2,2 kg này là nó 250. Thì hai cái này nó có nhiều, có hai loại. 2,2 kg này nó có một loại đầu tròn, một loại đầu chữ thập nữa mấy anh ha. Đây là đầu dẹp nha, còn đây 4 LBS nè. Đây là một đầu tròn ha, một đầu chữ thập. Cái này mình để ở trong nhà mình đập tường, đập đá, nói chung là mình nói chung là để trang bị trong nhà có cây búa để tập đồ. Cái này là hàng 2,2 kg giá 250 anh. Đó bữa nay thì đó về nhiều ha. Đầu dẹp. Đây nè, đầu dẹp, đầu tròn. Đó. Cái này là 4 LBS đó, nặng 2,2 kg đó. Là nó 250 thôi. Còn tất cả mấy cây cây 1,2 kg, 1,5 kg, 1,7 kg là 200.000 hết. Còn hút kỳ nè, hút kỳ này lô cũ còn mấy anh ha, mấy cái hàng này nó giờ nó chốc nữa nè. Cái này nó nặng 1,7 kg thì còn có 2-3 cây nữa hà, giá 190 nha. Đây là giá cũ á mấy anh ơi, 190 ít. Đó mấy cái này, hàng này là mới về mấy anh ha. Rồi rìu tạ, bữa nay rìu tạ mới về, chứ rìu tạ bữa giờ nó cũng hết luôn. Đây cái rìu tạ của hát ây à. Đây cái này mấy anh mà bữa củi kinh củi là thôi bá cháy cây này, là lưỡi này về mấy anh về kinh luôn, khỏi cần mài luôn nha, kinh luôn. Cây này để tiền cân đây, cây nếu mà cây rìu tạ, cái rìu tạ thì nó nặng 4,8 kg mấy anh nha. Cái rìu tạ này nó nặng 4,8 kg nè, của hát ha. Thì cái dòng của hát nó có một cái đầu treo nè, cái đầu để mình treo á. Đó, 4,8 kg. Cái bản lưỡi của nó. Đây, cái bản của nó thì nó gần 9 phân ha, 8 phân 8. Đó, rồi cây này cây rìu tạ là 600.000 mấy anh ha. Cây rìu tạ 600. Đó. Đây. Trời ơi, rồi xà cây này đến nè. Đây. Cái mấy cái cây này là chưa xài mấy anh ha, mấy cái hàng này hàng xuất Mỹ, hàng này chưa xài. Đây. Cái này nó dài 1 m mấy anh. Đây nè. 1 m ha. Cây miệng đó nè. Đó, cây này lại đến thì bá cháy. Tay cầm thì là lục giác nha, lục giác thì mình rất là dễ cầm, nó không có bị trơn. Đó, cây này 250 nha ha, xà cây 250. Còn búa tạ hút kỳ nè, búa tạ hút kỳ ha, hai đầu tròn, cái sợi thi tinh. Mấy cái này á, búa này nó nặng 5,7 kg mấy anh ha. Búa này là 550 một cây, 550 một cây ha. Rìu tạ 600, búa tạ 5,7 kg là 550. Còn em có cái tạ này. Đây. Cái tạ này á thì 500.000 nè. Một đầu chặt một đầu tạ, một đầu chữ thập. Cái này để phát hồ. Đây. Cái này nó nặng 5 kg mấy anh ha. Cái này nó nặng 5 kg. Giá của nó là 500.000 ha. Cái này của hát có đầu treo luôn. Ấy. Rồi rìu chặt. Đây, cái rìu chặt là nó khác cái rìu tạ nè mấy anh ha. Nó sẽ không nặng bằng mà nó sẽ mỏng hơn.
mà lưỡi thì đặc biệt cái lưỡi nó rất là dài ha. Còn mà mấy anh mà chặt á, để mà đứng chặt á, đứng mà chặt thẳng á thì nó rất là ok. Còn cây này á, cây này nè, cây tạ này nè, là mấy anh để mà kinh củi, khúc củi to đùng bự gì đó mấy anh kinh ha. Cái lưỡi này nè, nó dài được một tấc mốt mười, một tấc 115 á, đúng rồi 115 đó. Cái lưỡi nó cũng bén, mà mấy anh mình về mà mài sơ cái lớp này nữa thì chặt là nó sẽ ok hơn. Thì cái rìu tạ này á, cán nó cũng dài là 80. Cây này á thì nó nặng 3 kg, cây chặt này nó chỉ nặng 3 kg thôi anh ha. Đó, để mấy anh cứ nhiều khi chốt hàng á không có nói rõ cây rìu. Đây, cây này thì 500.000 mấy anh ha, rìu chặt và rìu tạ. Đó, rìu chặt thì 500, rìu tạ thì nó 600. Rồi cái cúc chim, cuốc. Đây, cái cuốc này á mình có thể là mình cuốc đất, bứng cây đồ ok ha. Cái bản lưỡi cây này nó dài được 3,5 kg mấy anh ha. Cái bản lưỡi này là nó dài 9 phân. Nó 9 phân ha, bản 9 phân. Mấy cái hàng này xài ok. Cái này nó dài 40, dài qua tới cái mỏ đây là 47. Đó, cái này của hát luôn. Của hát thì nó có đầu treo. Cái này nó nặng 3,5 kg mấy anh ha. Cái này giá của nó 500.000. Nó có cây bản nhỏ đó mấy anh em. Cây bản nhỏ cây màu đỏ nó cũng 500, nó cũng giá vậy luôn. Cái thằng làm cái tay đó. Rồi, bên tiền là những cái mặt hàng này rồi xong rồi. À búa. Búa này nè. Búa vô đinh. Búa vô đinh thì bữa nay á, búa vô đinh bữa nay nó không có nó hết đẹp rồi mấy anh ha. Búa đẹp quá đó, bữa nay nó hết đẹp mà nó không đủ size nữa. Bữa nay là mấy cái cây này nó còn 16 à. 16, 16 thì nó còn đẹp. Còn 20 thì nó hết đẹp rồi. À, không đó không có đủ số nữa. Mà mấy anh bữa nay cũng còn có 1-2 cây 12 à, 16, 20 là đủ bộ. 20 là nó không có đẹp nữa. Nó bóng về như, nhưng mà để tiền vệ sinh cho khi mà giao hàng thì vệ sinh cho mấy anh. Nó sạch cái này xíu ha. Đó. Mà cái này nó còn ít. Thì bộ 3 cây này thì nó 250 đó. Nhưng mà còn ít là mấy anh ha. Nay nó còn ít 20 thôi. Rồi bữa nay mà mấy anh nào mà mua lẻ, cây 12 cũng hết rồi mấy anh ha. Mua lẻ thì ở đây thì giờ còn có 16. 16 là nhiều mấy anh ha, 16 với 20 mà không đẹp nha. 16 20 không đẹp. Thì mấy cây này mấy anh mua lẻ thì 90.000 cây. 90.000 ha. Mấy ai mà bữa nay mấy anh có thể mua cây búa này, cây búa kia hoặc là thêm một cây nhũ đinh nữa. Cái này về làm cán, cây 16 rất là đẹp. Cây 16 còn đẹp mà nhiều. Còn cây 20 là nó không còn đẹp nữa ha. Cây 20 không còn đẹp nữa. Cây 28 thì còn 1-2 cây à. Ủa, hình như còn có 1 cây luôn á mấy anh ha. Đây nè, cây 28 nè. 28 này 100.000. Rồi hát thì còn đủ size mấy anh ha. Nè hát á, dòng của hát thì mấy cái hàng này nó chưa sơn thôi, chứ nó phôi đồ ok hết rồi. Cái này về mấy anh chỉ làm cán và xịt sơn là xài thôi. Hôm qua thằng em nó xịt hai màu sơn rất là đẹp. Nó rảnh á, nó ngồi nó chơi á. Này hát nè, hát thì size 16. 16-20. 16-20-22 mấy anh ha. Đó, 3 cây thì 200.000. 3 cây 200.000 ha. Còn hàng đều quá thì nó hết rồi, mấy anh có thể mua lẻ chứ còn chung thì nó hết rồi. Chung xay thì hết. Rồi dây ha. Còn dây ca, dây cẩu. Dây cẩu, dây tăng. Đây. Cái này dây cẩu 5m. Cái hàng này thì từng có số lượng nhiều. Cái này có số lượng nhiều mấy anh ha. Đây, cây cẩu này thì dây này nó 5m, bản 5 phân mấy anh ha. Đời 2021. Đây là mình cẩu thẳng á. Cẩu thẳng là 1,5 tấn ha. Đó. Cẩu thẳng 1,5 tấn ha. Nhập đôi lại thì đã được 3 tấn mấy anh ha. Nó dài 5m. Cái cọng này là 100.000 một sợi, dây này đời 2021 cho nên nó hàng của nó còn rất là đẹp. Nó đẹp là nó mấy anh biết nó đẹp gì không, là dây nó không có bị sờn ha. Không bị sờn mà dây nó còn dẻo. Còn hàng bãi thì nó dơ nha. Cái này là mấy anh thấy không? Hàng bãi mà dây này nó màu trắng nữa cho nên nó dơ. Chứ còn hàng tiền bao mấy anh là hàng không có bị sờn ha. Tiền còn hàng dơ thì mấy anh
mua hàng bãi thì mấy anh biết ha, dơ thì chút đỉnh thì mấy anh chịu khó ha. Đó nè, này nó có bị dơ nè ha. Đó, cái lớp này á, cái dây này nè, mấy anh thấy không, cái chỗ này nè nó có khoảng dây thì dây liền, chỗ này nó có hai cái bảng hai bên bốn lớp để mà mình cẩu ton, cẩu gỗ, cẩu đồ đó, ngay cái góc á nó không có bị nó bị xước á, bị xước dây á. Nè thấy không? Đó mấy cái này nè. Có thêm hai lớp nè. Đó cái cộng này 5 mét này á là giá của nó 100.000 một sợi nè, giống như dây này bị sờ nè. Nè. Đó. Mấy cái sờ này là tiền bỏ ra cho mấy anh ha, không có giao hàng. Đó ngày này tiền bóc đại lên trên video nè ha. Bóc đại thôi. Cái nào khi mà kiểm tra hàng á thì nè. Đó không, cũng không phải cái nào cũng đẹp. Nó cũng có cái bị sờ mấy anh ha. Nè. Giống cái này người ta cẩu nó bị nghiến nè, nó bị nghiến ngay cho chỗ nào nè mày ha. Mấy anh thấy không? Cái này nó bị sờ nè, cái này là tiền bỏ ra hết, không có để cho video. Thì nói chung là giao hàng cho mấy anh á thì mấy anh có thể kiểm tra hàng. Ok, đúng như như trên tiền like á thì mấy anh nhận hàng giùm tiền thôi. Mấy anh có quyền kiểm tra hàng, ok hết thì mấy anh nhận ha. Rồi, cái này là 100.000 một sợi, mấy anh có thể là mua bao nhiêu sợi? 5 sợi, 10 sợi vô lên. Tiền bao ship. Đây. À, còn có dây 7 mét nha. 7 mét. Đây cùng cũng y như cùng y như cùng 5 mét. Nhưng mà cùng 7 mét này á, là bản của nó là bản 6 phân, bản nó 6 phân ha. Thì nó dày hơn mà nó cẩu này 7 mét. Cái này nó cẩu thẳng là 2 tấn men ha. Cẩu thẳng 2 tấn nè. Cẩu thẳng 2 tấn nè ha. Nhập rồi là 4 tấn nè. Đó. Hàng này đời 2021 luôn nè ha mấy anh. 2021 dây nó rất là mềm dẻo luôn. Dây nó còn mới á mấy anh. Kiểu nó xài không có nhiều á. Đó, cộng này dơ bà cố luôn vậy. Trời ơi. Có cộng gì dơ. Nè ha, mấy anh ha. Nha. Rồi. Đó, cộng này tổng 7 mét thì 200.000 một sợi mấy anh ha. Cộng 7 mét 200.000. Còn đây là sợi này á. Đây sợi này nè. Để tiền cho mấy anh coi. Cái sợi này là nó tròn ha, nó cuộn tròn luôn mấy anh ha. Cái đầu nối của nó nè. Nè, nó tròn như thế này luôn. Cái này hàng của Việt Nam mình xuất Nhật nè. Hàng Việt Nam mình xuất đi nè ha. Đây xuất Mỹ, Nhật gì. Cái này 3 tấn nè. 3 tấn nó cuộn tròn lại nè. Dây nè ha, bắt đầu ngay cái đầu này nè. Nó tròn liền luôn mấy anh ha, nó tròn luôn á. Cái này á, bản của nó là 5 phân. Dây này nó rất là đẹp mấy anh ha. Rất là nhiều người mấy anh nhận hàng rồi. Rất là phái dây này luôn. Đó, nó 7 mét thì cái này là tiền cái mẫu tiền tháo ra nè. Tiền tháo khúc nối ra mấy anh có thể làm để buộc đồ ha. Để mà tăng để gắn vô cái cảo á mấy anh tăng là ok. Đó. Đó. Này cái này là tiền tháo ra rồi nè. Cái cuộn nguyên si của nó là cuộn tròn, cái này tiền tháo thử cho mấy anh có thể là đem về tháo ngay khúc nối ra, hoặc là mấy anh có thể cắt ngang để mà mình buộc đồ, gói đồ, hoặc là mình cẩu đồ gì ha. Đó. Thì mấy anh, cái cuộn này á thì giá của nó, một cuộn này á thì tiền bán á, giá của nó là 80. Còn mấy anh mà mua một cặp á, hai cuộn á thì giá của nó 150 nha. Hai cuộn 150. Dây này rất là đẹp. Rồi. Rồi thì xin cảm ơn mọi người đã xem kênh và ủng hộ ha. Xem kênh thích thì cho Tiền xin một like và chưa đăng ký kênh mình đăng ký kênh để cập nhật các video tiếp theo từ đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.